Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ Sáu Phục Sinh Năm C. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và Cha thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến vào trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phụ trợ là Thánh Thần, mà cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con thầy để lại bình an cho các con thầy ban bình an của thầy cho các con thầy ban cho các con không như thế gian ban tặc lòng các con đừng xáo xuyến và đừng sợ hãi các con đã nghe thầy nói với các con rằng thầy đi rồi thầy trở lại với các con nếu các con yêu mến thầy thì các con hãy vui mừng vì thầy về với cha bởi lẽ cha trọng hơn thầy giờ đây thầy nói với các con trước khi việc xảy ra để khi việc xảy ra thì các con tin mời anh chị em ngồi anh chị em thân mến hàng tuần chúng ta vẫn xin lễ cầu bình an bởi điều chúng ta hằng mong ước luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta trong gia đình trong môi trường sống của mình chính là sự bình an phải không anh chị em bình an chúng ta ước mong chắc chắn không mua sắm được bằng tiền bạc bởi vì tiền bạc có thể tạo lập món ăn ngon nhưng không mua được sự ngon miệng tiền bạc có thể tạo dựng được phòng ngủ sang trọng nhưng không mua được giấc ngủ ngon tiền bạc có thể xây được căn nhà lộng lẫy nhưng chưa chắc đã tạo được mái ấm hạnh phúc phải không anh chị em quả thật trong cuộc sống người ta đối diện với bao bất an do đồng tiền gây ra bởi đồng tiền là nguyên nhân tạo ra sự ganh ghét, xa đọa tham lam. Đó là cội nguồn của bất an. Bao nhiêu là câu chuyện nói về sự bất an trong các gia đình khi có nhiều tiền lắm bạc. Chẳng hạn vợ chồng Laura và Roger Griffiths. Vợ chồng nhà Griffiths chung sống rất hòa thuận cho đến khi họ trúng giải thưởng sổ số trị giá là 2,76 triệu US đô la vào năm 2005. Năm năm sau khi trúng giải, căn nhà triệu đô mua được từ tiền sổ số bỗng dưng bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ tài sản. Cuộc hôn nhân 14 năm giữa hai người cũng chấm dứt. Sau khi Lara buộc tội Roger ngoại tình với người phụ nữ khác, Thưa anh chị em Cứ ngỡ tiền sẽ mua được sự bình an cho cuộc sống Cô Ibi Ronkayo Lee Chủ nhân giải thưởng Lô Tô trị giá 5 triệu đô la vào năm 1991 Bị đầu độc bởi chính người chồng của mình bằng thuốc giảm đau Khi anh phát hiện ibi bí mật trợ cấp 2 triệu đô la cho đứa con với người đàn ông khác. Vâng, Thưa anh chị em Tiền bạc luôn là một thách đố lớn lao cho sự an toàn của cuộc sống Cô Vivian Nicholson Từng được coi là người phụ nữ may mắn nhất nhì nước Anh Khi thắng 152.000 bảng Anh nhờ cá độ bóng đá vào năm 1961 Nhưng vài năm sau đó Cô đã rơi vào cảnh không một xu dính túi vì đổ quá nhiều tiền bạc vào sắm sửa quần áo. Ngoài ra, hôn nhân của Vivian cũng không mấy suôn sẻ. Cô kết hôn đến năm lần nhưng vẫn không thực sự hạnh phúc. Năm 2011, cô qua đời bởi nghiện chất cồn và áp lực tâm lý. Đức Francisco Xavier đã nói: "Khi một người sống bám víu vào tiền của niềm kiêu hãnh hay quyền lực người ấy không thể có hạnh phúc và có bình an thật vậy ở đâu có sự bình an xin thưa bình an đích thật chỉ đến từ tình yêu dành cho chúa quả thật người ta chỉ có thể kín múc sự bình an từ nơi chúa giêsu kitô bởi ở nơi người không có tham sân si nơi người chỉ có một tình yêu thanh khiết, người ở giữa mọi người như người mục tử nhân lành ở giữa đoàn chiên, người không sống cho riêng mình nhưng cho đoàn chiên. Vì thế ở nơi người chúng ta tìm thấy một tâm hồn bình thản, bình an, nơi người không có sự hỗn loạn bôn chen không bị phiền nhiễu bởi danh lợi thú. Ma quỷ đã phải bỏ cuộc trước sự thuần khiết tâm hồn của Chúa Giêsu khi nó cố gắng lôi kéo người đi vào cuộc chơi mà nó đề nghị. Một cuộc chơi mà trong đó giá trị vật chất luôn được đề cao và luôn thúc đẩy người chơi khao khát quyền lực và sự giàu sang. Ma quỷ hiểu rằng những ai bước vào cuộc chơi mà nó đề sướng thì chẳng bao giờ có sự bình an thưa anh chị em, bởi tâm của họ chẳng bao giờ có sự được điềm tĩnh và thanh thản và như thế những người tham dự cuộc chơi do Satan đề sướng đều trở thành đầy tớ cho nó, bởi nó là chủ nhân của sự hận thù, ganh ghét, chia rẽ và bất an. À. Corin, một sinh viên ở Virginia, chia sẻ con đường cô tìm được bình an như sau. Tôi nghĩ mình là một kỳ tô hữu bởi vì tôi đi đến nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật, nhưng tôi không biết Chúa là ai cả. Năm cuối trung học của tôi cũng trôi qua giống như ba năm trước đây. Tôi dành hầu hết thời giờ của mình vào chuyện nhậu nhẹt, thăng tiến Hãy cố tìm cách để làm cho ai đó yêu mình Tâm tôi chết dần chết mòn Và tôi không thể kiểm soát được cuộc sống của mình nữa Khi tôi nhận ra tôi muốn kết liễu cuộc đời của mình Nhiều thế nào thì cũng là lúc tôi biết rằng Tôi phải tìm cho mình một niềm hy vọng nào đó sau khi ra trường thế rồi tôi đến xin chúa bước vào đời sống của tôi ngài đã đến và ngài đã cho tôi thấy tình yêu thương sự bình an tha thứ sự đỡ nâng niềm an ủi sự chấp nhận và mục đích sống chúa đã trở thành sức mạnh của tôi và tôi đã tìm thấy được ở nơi ngài một sự bình an địch thật hôm nay nếu không có người hiện diện trong cuộc đời của tôi thì có lẽ tôi sẽ không thể có mặt ở đây nữa thưa anh chị em để tìm thấy sự bình an trong cuộc sống không có cách thế nào khác ngoài việc đến cùng giê xu và học nơi người như người đã mời gọi hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu là phương thế tuyệt hảo để kiến tạo một cuộc sống bao dung, loại trừ tính ích kỷ, sự cao ngạo, kiêu căng và tự phụ là những nguyên cớ gây ra biết bao nhiêu là bất hòa, tranh chấp, hận thù. Được bình an trong cuộc sống là một mong ước của muôn người Chính Chúa Giêsu khi sai các môn đệ đi loan báo tin mừng Chúa Giêsu đã nhắn nhủ Khi vào bất kỳ nhà nào Trước tiên các con hãy nói Bình an cho nhà này Nếu tại đó có một con người của hòa bình Thì bình an của các con sẽ xuống trên người ấy Và nếu không bình an ấy sẽ trở lại trên các con và thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu hiện đến với các tông đồ sau khi người sống lại. Người đến không mang theo vàng bạc châu báu nhưng mang sự bình an. Và người để sự bình an đó lại cho các tông đồ như là hành trang để các ngài lên đường đi loan báo tin mừng. Vì Chúa biết chỉ có sự bình an của Chúa các tông đồ mới có thể chu toàn sứ vụ được ra vâng chúa để lại bình an của người cho các tông đồ như là sản nghiệp để các ông trang trải cho hành trình loan báo tin mừng của mình thật vậy thưa anh chị bình an của chúa là niềm vui của muôn người thế nhưng mà bình an chúa cho ban không là kho báu để cất giữ để hưởng dùng một mình nhưng đó là phương thế để phục vụ và mang lại bình an cho người khác bình an chúa để lại cho các tông đồ được đúc nén bởi một tình yêu khôn tả một tình yêu đã thúc đẩy người bước lên đỉnh đồi con về và hiến dâng cuộc sống qua cái chết trên thập giá để trở thành hiến lệ tình yêu và nhờ đó mà nhân loại được cứu sống. Tình yêu hiến dâng là phương thế mà các tông đồ sử dụng để thi hành sứ vụ loan báo của mình. Để qua tình yêu này, các tông đồ làm chứng về một tình yêu trọng đại hơn chính Đức Giêsu Kitô. Và nhờ đó các tông đồ đã hình thành được các cộng đoàn cứu độ được gọi là cộng đoàn đức tin và đức mến. Các tông đồ đã thực hiện sứ mệnh cách chỉnh chu, không ai có thể chê trách vào đâu được với hai bàn tay trắng không tiền bạc, không của cải, chỉ có một gia sản duy nhất sự bình an của Chúa Kitô. Tổng thưa anh chị em là người Kitô tô hữu từng người chúng ta phải làm sao chiếm hữu được sự bình an mà chúa Kitô tô ban tặng làm sao chiếm hữu được điều đó nếu chúng ta không để cho chúa Kitô tô ngư trị ở trong chúng ta bởi ngoài ngài làm sao chúng ta có được bình an thật cách thế để chiếm hữu được chúa chính là giữ lời chúa hay nói cách khác là thực thi điều chúa dạy yêu như chúa yêu vâng thưa anh chị em chỉ có yêu thương mới là con đường để chúa bước tới với chúng ta và chỉ có tình yêu như chúa yêu mới có thể mang về cho chúng ta kho tàng của sự bình an đích thật một sự bình an mà thế gian không thể ban tặng Chính sự bình an này mang lại cho chúng ta nguồn hạnh phúc vô biên, nguồn hạnh phúc có được xuất phát từ sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ở trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu đã chỉ cho chúng ta cách thế để đạt tới sự bình an đích thật. Ngài nói: "Trong Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa, tôi yêu thương người thân cận" Cả khi tôi không thích hoặc không biết người đó Điều này chỉ trở nên khả thể từ cuộc gặp gỡ thâm sâu với Thiên Chúa Một sự gặp gỡ trở thành hiệp thông ý muốn Và thâm nhập vào trong tình cảm Bây giờ tôi học cách nhìn người khác Không phải chỉ bằng con mắt và tình cảm của riêng tôi Nhưng từ nhãn giới của Chúa Giêsu Kitô. Bạn của người là bạn của tôi Vượt qua dáng vẻ bên ngoài tôi thấy được nơi tha nhân sự chờ đợi một cử chỉ yêu thương Một cử chỉ quan tâm mà tôi dành cho họ Lệ Chúa Thật là vô phúc cho chúng con Nếu chúng con không có sự bình an mà Chúa ban tặng Sự bình an mà Chúa đã dành để cho các môn đệ Chúa bởi Chúng con qua bí tích rửa tội được trở thành con cái của Chúa, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Cho nên chúng con xứng đáng được hưởng sự bình an mà Chúa đã ban cho các môn đệ. Điều đó cũng có nghĩa chúng con phải làm sao xứng đáng với Hồng Ân đã lãnh nhận. Tức là chúng con phải là những người tràn đầy ơn nghĩa của Chúa qua việc chúng con tuân giữ lời Chúa cách chỉnh chu. Hay nói cách khác, chúng con phải thể tình yêu của Chúa đúng với danh phận của chúng con. Amen.